Em mới ghi như vậy thì làm sao mà được? Khi dùng máy chế là em biết đen như vậy, em biết không loại. Đúng không? Trong đó thì có giá cả là anh ký hợp đồng không? Có làm phần đó đúng không? Hay là không có hợp đồng?